Good.
đối mình cứ đối mình tạm đi thôi, đang làm cái nọ đi.
xin số báo cho anh ủi là lo đuổi ăn mơ ngay nè. Cái này thay mặt cháu là phản vệ đi hay. Tôi xin mặt là tất cả anh em mình này vừa lợi dụng chung vui không phải vui nên làm ăn cơm không tài làm nữa. Thứ nhất là con cả hồi mơ phù với đi giao cho anh con dơ quả nô. Quý ông tôn là mà lên lễ hai này, bây giờ là hai lễ thi. Là tiếp tục đấy anh, cũng là năm mát lắm ạ. Có mười hai lễ thi mang cho tàu về xin hồi như là năm nhật tuổi của chú đơn giao đây còn là hay là ấm ăn được nó. Nghĩ được không? Mà hỏi vô nghỉ thôi không? Thank you.